Xin chào quý vị các bạn, hôm nay mình tiếp tục dẫn quý vị và các bạn đến thăm một vườn quất thế rất là đẹp. Quả rất sai. Vườn này có địa chỉ tại thôn Trấn Đông, xã Hòa Long, huyện Mỹ, tỉnh Yên các bạn nhé. Và mình tiếp tục để số điện thoại của chủ vườn. Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu mua thì các bạn điện trực tiếp vào số máy đó. Là mình dẫn quý vị và các bạn đi vòng để tham quan cái vườn quất thế này.